Nhà đấu giá nghệ thuật Christie hôm thứ Năm cho biết đồ dùng và một số tài sản của cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan và phu nhân đã thu về được gần 6 triệu đô la Mỹ trong buổi đấu giá vừa diễn ra tại New York. Thậm chí, ban tổ chức còn cho biết số tiền họ thu được từ buổi đấu giá đã cao gấp 3 lần dự đoán ban đầu. Theo công bố của Christie, những món đồ được mua với giá cao nhất bao gồm những kim cương và những vật phẩm thời trang được đệ nhất phu nhân Nancy Reagan sử dụng tại buổi lễ quốc khánh Mỹ năm 1986. Giá trị thu về của những món đồ này đã cao hơn rất nhiều ước tính ban đầu của ban tổ chức khi đạt đến gần 320.000 đô la Mỹ. Là tổng thống thứ 40 của nước Mỹ, Ronald Reagan từng nổi tiếng với vai trò diễn viên và là một biểu tượng bảo thủ nổi bật của nước Mỹ.